Bãi biển Mỏ Ó, địa chỉ xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Biển Mỏ Ó nằm sát cửa sông Mỹ Thanh, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 43 km. Sở dĩ có tên Mỏ Ó là vì hình dạng bãi biển này nhìn giống như mỏ của con ó đang hướng ra biển Đông. Khu vực biển Mỏ Ó còn sở hữu hơn 260 hectare diện tích rừng tự nhiên, là nơi trú ngụ của nhiều loài chim, vòi sát và thủy hải sản. Khác với những bãi biển ở miền Trung và miền Bắc, biển Mỏ Ó được bồi đắp phù sa quanh năm, nên sẽ có 6 tháng nước trong và 6 tháng nước đục. Người dân miền Tây còn gọi những thảm phù sa này là bãi bồi. Vì sau mỗi vòng tuần hoàn của thủy triều, biển Mỏ Ó đều gửi lại phù sa để bồi đắp cho đất liền thêm dài ra. Điều khiến nhiều người ấn tượng khi đến với biển Mỏ Ó là vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, đậm chất Nam Bộ với những rừng cây ngập mặn, bãi biển dài mênh mông cùng nguồn thủy hải sản phong phú. Nhờ vị trí nằm không xa trung tâm thành phố, biển Mỏ Ó một trong những địa điểm thích hợp cho bạn trải nghiệm lịch trình khám phá Sóc Trăng một ngày cùng gia đình bạn bè. Ngoài ra, khi đến biển Mỏ Ó vào khoảng 21 tháng 3 âm lịch, bạn còn có cơ hội tham gia lễ hội Nghinh Ông nổi tiếng của người dân huyện Trần Đề. Nếu xuất phát từ trung tâm thành phố Sóc Trăng, bạn có thể di chuyển đến biển Mỏ Ó. Lộ trình ngắn nhất mà bạn có thể tham khảo là đường DT934 chạy dọc theo kênh Tiếp Nhật qua cầu Tà Mơn khoảng 8 km, thì rẽ phải vào lộ Sóc Giữa. Tiếp đó, bạn chạy theo đường lộ Sóc Giữa khoảng 8 km nữa sẽ đến khu du lịch sinh thái biển Mỏ Ó. Ngoài ra, nếu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay Bạc Liêu, bạn có thể di chuyển thẳng đến biển Mỏ Ó trên đường quốc lộ Nam Sông Hậu. Khi đến tham quan biển Mỏ Ó, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn vô cùng đa dạng. Từ ngoài bước vào, bạn sẽ được dạo bước trên chiếc cầu đi bộ bắc qua cánh rừng ngập mặn dẫn ra bãi bồi. Đây cũng là điểm check-in yêu thích của nhiều người khi có dịp đến tham quan biển Mỏ Ó. Bên cạnh chụp ảnh, bạn có thể thuê xuồng để tham quan rừng ngập mặn và trải nghiệm đánh bắt hải sản cùng người dân bản địa. Sau khi vui chơi thỏa thích, bạn còn được thưởng thức những món ăn dân dã chế biến từ các sản vật vùng biển Mỏ Ó như cá bóp, cá nâu, cá lù đù, mực tươi, cua ghẹ. Mặc dù không lung linh như biển Hà Tiên hay Phú Quốc, biển Mỏ Ó lại biết cách níu chân người du lịch bởi khung cảnh thiên nhiên hữu tình, nguồn hải sản phong phú và nét văn hóa mưu sinh độc đáo. Nơi đây hứa hẹn là một điểm đến mà bạn không thể bỏ qua của tỉnh Sóc Trăng.